Chào các bạn, talk show chuyện phái đẹp trên kênh Nemo TV số đầu tiên xin ra mắt mọi người. Hôm nay Gia An và chuyên gia trang điểm Khánh Hương sẽ cùng với cả mọi người làm quen với chuyện đời, chuyện nghề của Khánh Hương và sẽ cùng nhau tìm hiểu cũng như là chia sẻ một số bí kíp trong chuyện làm đẹp của chị em phụ nữ chúng ta. Xin chào Khánh Hương. Xin chào chị Gia An, xin chào Nemo TV. Hôm nay Nemo TV rất vui khi mời Khánh Hương đến đây để cùng tham gia talk show chuyện phái đẹp. Và cũng là cái số đầu tiên khởi đầu cho một cái chương trình mà rất là bổ ích dành cho chị em phụ nữ. Khánh Hương là một chuyên gia trang điểm, Gia An cảm thấy rằng là có rất có phong cách. Vậy thì Khánh Hương có thể chia sẻ cho mọi người biết là Khánh Hương đã bén duyên với cả ngành nghề làm đẹp này từ khi nào không? Em bắt đầu làm sang nghề làm đẹp khoảng năm 2011 và 2012. Thì đợt ý thì cũng rất tình cờ thôi, vì trước đây thực ra là em không phải làm chủ ý đích làm về nghề làm đẹp, mà em vốn là làm về văn phòng, hành chính, nhân sự và học tài chính ra. Nên là hoàn toàn mình không hề nghĩ là mình sẽ theo nghề làm đẹp, chưa bao giờ nghĩ luôn. Xong rồi là mình đi chơi như ngày xưa gọi là đi phượt đấy chị. Xong quen với cả các bạn nhiếp ảnh thì có chơi thân với một bạn, chơi rất thân luôn. Rồi đi cà phê ngồi nói chuyện với bạn ấy, bạn ấy rủ: "Vương ơi, hay là bạn về làm trang điểm với tớ đi, tớ thấy phong cách và tính cách của bạn rất hợp với nghề trang điểm." Xong rồi tớ chụp ảnh bạn trang điểm, chúng mình cùng làm với nhau. Thế là chỉ vì một cốc cà phê em cảm thấy tại sao lại không nhỉ? Một công việc tự do, thoải mái và mình lại còn rất hợp với nghề này nữa. Thế là em đã quay sang 360 độ, ngay lập tức chuyển sang nghề làm đẹp. Không suy nghĩ gì nhiều, thực ra chỉ suy nghĩ một đêm thôi chị ạ. Một nhân duyên mà làm thay đổi một tới cái tư duy cũng như là cái quyết định khá là lớn cho cuộc đời của mình, đúng không? Nhưng mà đã bao giờ Khánh Hương cảm thấy rằng là nó chính là một cái niềm say mê mà mình đã từng mơ ước từ khi còn rất nhỏ và đến bây giờ mình mới thực sự là có cơ hội để chạm tới hay không? Ngày trước khi mà ngồi đi học, bạn bè em cũng hay mang đồ make up các thứ sang để em bôi vẽ mặt cho các bạn. Có những hôm mà có cô bạn đi hẹn hò xong mang hết đồ trang điểm sang để em bôi vẽ mặt cho bạn ý. Lúc ấy em cũng không nghĩ rằng là mình sẽ theo nghề trang điểm, lúc ấy mình chỉ nghĩ là à, mình cũng có hoa tay đấy nhỉ. Đấy, rồi là ngày xưa khi mà ngày xưa cái hồi mà nếu mà chị có nhớ thì ngày xưa các bạn trang điểm hay đến trang điểm nhà cô dâu xong rồi đi hái nhựa hồng xiêm để gắn mi mắt ấy. Thì em luôn luôn là người đứng ở ngay bên cạnh, ôi trời, nhìn chăm chú từng tí một, ôi tại sao lấy nhựa hồng xiêm nhỉ, lấy quả hồng xiêm để làm gì, hóa ra lấy hồng xiêm để làm dán mi giả. Rồi xong nhìn cái cốp trang điểm hoành tráng, lúc ấy chỉ hầm mơ ước rằng là ôi rồi ôi, tại sao mình rất muốn có cái cốp trang điểm đấy mà không hề nghĩ rằng là sau này mình sẽ có, thậm chí còn nhiều hơn là như thế nữa. Em nghĩ đấy cũng là một cơ duyên, một điều may mắn mà em mong muốn điều gì sẽ thành hiện thực. Nó chị nghe nó cảm giác giống như là một ai đó vô tình làm rơi một cái tàn vào một cái hạt mầm. Đúng rồi, vô tình gieo một hạt mầm. Chị thì lại đang hình dung đến một cái ngọn lửa nó đang âm ỉ, nó vô tình nó âm ỉ và đến một lúc nó bùng cháy lên, nó giống kiểu như vậy đó. Trời ơi, em không thích là lửa, em thích là cây. Chị có thấy em đang mặc một sơ mi à? Thảo nào hôm nay Khánh Hương chọn cho mình một bộ trang phục khá là lộng lẫy nhưng mà nhìn thì lại rất là dịu mắt. Chị thấy rất hợp với cả cái sự dịu dàng của em ngày hôm nay. Ôi, cảm ơn chị rất nhiều. Thế chị thì theo như cái chia sẻ vừa rồi của em thì chị thấy là cái công việc ban đầu khi em bắt đầu ra đời á, nó khá là khô cứng. Mà khi em chuyển sang một cái lĩnh vực nó khá là bay bổng vào nghệ thuật thì em có cảm thấy gặp một cái khó khăn gì khi mà mình bắt đầu mình có một cái sự thay đổi, bước vào một cái bước ngoặt như thế hay không? Thực ra để mà thay đổi, gần như là thay đổi toàn bộ về công việc, về môi trường như thế với bất kỳ ai cũng là rất khó khăn. Đặc biệt là với em, khi mà em bắt đầu sang một công việc mới với một tuổi không hề trẻ
So với các bạn như ngày xưa như kiểu 21, 22 thì em bắt đầu công việc khi mà em đã khoảng 26, 27 tuổi rồi. May mà em trẻ lâu nên thành ra thực ra là hồi ấy là muộn lắm đấy chị ạ. Đấy. Xong rồi một môi trường mới, công việc mới hoàn toàn tự do, bình thường làm này kia thì sáng 8 giờ đi làm nhưng mà lương thì đều đều hàng tháng. Đây mình không hề có lương cứng mà chỉ làm theo số lượng khách hàng các thứ thôi. Nó hoàn toàn nó thay đổi rất nhiều. Nhưng em rất may mắn là em được sự ủng hộ của gia đình và rất nhiều người thân, bạn bè cũng như là rất nhiều đồng nghiệp cũ nữa. Mọi người đều cảm thấy rằng là à, Hương làm trang điểm rất hợp và mọi người đều nhớ đến Hương khi Hương đi trang điểm, cần làm đẹp gì đều nhớ đến Hương cả. Nên đó là một điều tuyệt vời với em. Khó khăn thì lúc nào cũng có. Bởi vì là ví dụ như là hồi xưa thì nhà em ở bận tận bên Long Biên. Thì nhưng mà khách hàng các thứ mọi người lại là ở trong Hà Nội nội thành. Thế là em đều phải ví dụ như 3 4 giờ sáng thì đều phải dậy sớm mà đi qua cầu Long Biên để đi làm. Mà hồi xưa thì thân gái dặm trường. Tuyển mãi mà không có ai để đèo đi làm cả. Thôi thì mình đành chịu vậy. Nhưng mà tự thân vận động như thế khiến cho em cảm thấy là mình mạnh mẽ hơn rất nhiều và mình có thể làm được tất cả. Chắc chắn là như thế, bởi vì là qua cái thời kỳ ban đầu khó khăn, bất kỳ ai khi chuyển sang một công việc mới cũng đều khó khăn, không chỉ mỗi nghề làm đẹp như em và rất nhiều công việc khác nữa. Nhưng mình qua được cái thời kỳ khó khăn đấy thì dần dần mình đã thấy mọi việc rất ổn và mình cảm thấy rất yêu công việc, càng ngày càng yêu công việc hơn. Chị thì thấy rằng là có hiện nay ấy, thì cũng không ít đâu, một số bạn trẻ là khi bắt đầu tìm định hình cho mình một cái công việc mà các bạn gắn bó, có thể đấy là một cái công việc các bạn ấy rất là yêu thích. Thế nhưng có rất nhiều bạn không vượt qua được cái giai đoạn khó khăn ban đầu và thậm chí có những lúc cảm giác là muốn từ bỏ, và cũng có người không đủ kiên trì để theo đuổi. Thì Khánh Hương có khi nào trong cái bước đường đi theo theo đuổi cái nghề làm đẹp này đã giây phút nào mà Khánh Hương muốn từ bỏ chưa? Không thể tránh được những lúc muốn từ bỏ, thực sự là như vậy. Bởi vì rằng là khi mà cảm thấy nản lòng, mệt mỏi, hay là khi cảm thấy trời ơi, tại sao không ai đả động, không ai nhớ tới mình cả, mình buồn hiu hắt. Nhưng mà chỉ cần một lần làm đẹp và nhìn thấy ánh mắt bừng sáng của bất kỳ ai, bất kỳ cô gái, thậm chí chàng trai nhé, thậm chí cả các bạn nam, bừng sáng lên khi mà mình làm đẹp cho bạn ý, rồi cảm thấy ồ, sao mình đẹp thế, sao mình có thể lộng lẫy đến như thế, mọi người đều cảm thấy giống như là tìm được đến một cái điều gì đó rất đẹp ẩn sâu trong mọi người, ẩn sâu trong mỗi người. Thì điều hạnh phúc và tự hào của em nó xóa tan đi tất cả, khiến mình cảm thấy yêu đời và yêu nghề hơn bao giờ hết, và yêu người nữa. Cảm thấy rằng công việc của mình là cái công việc là làm đẹp cho người và làm đẹp cho đời, đúng Ôi không? đấy là rất văn hoa chị ạ, nên thực ra em thấy là em làm công việc của mình và cảm thấy hạnh phúc với điều đó. Khi mà em bắt đầu cái công việc làm chuyên gia trang điểm thì em có khó khăn trong cái việc mà định hình cái phong cách cho mình hay không? Lúc mới đầu làm thì ai cũng sẽ phải hoang mang rằng là à, nếu mà trang điểm thì mình sẽ đi theo phong cách nào. Thì nhất là với khi mà em bắt đầu làm thì có rất nhiều phong cách, như là phong cách trang điểm nhẹ nhàng Hàn Quốc này, phong cách Thái Lan này, phong cách kiểu châu Âu, vân vân và vân vân. Nhưng mà em quan niệm là nếu đã là trang điểm chuyên nghiệp thì mình sẽ phải làm được hết tất cả các phong cách. Nhưng dĩ nhiên rằng là em luôn thích một phong cách, đó là phong cách trang điểm nhẹ nhàng tự nhiên, kiểu đẹp tự nhiên mà không tự nhiên đẹp, nhìn rất trong nhưng mà thực ra là có rất nhiều thứ. Đấy. Đó là một cái rất khó và thử thách, nhưng mà luôn luôn là thứ em thích nhất. Chị thì cũng đã từng được nghe một bạn là đi theo nghề nhiếp ảnh, nhưng mà nó cũng chỉ là một cái ngã rẽ trên cái con đường chính mà bạn ấy đi thôi. Thì cũng đã có một lần bạn ấy nhận được một cái order của một khách hàng là muốn chụp ở studio của bạn ấy. Thế nhưng mà họ yêu cầu rằng là tôi đơn giản lắm, tôi không cần phải make up, cũng không cần phải cầu kỳ gì cả, tôi muốn đẹp một cách tự nhiên. Thế nhưng mà bạn ấy cũng có chia sẻ rằng là cái đẹp tự nhiên là lại chính là cái mà khó làm nhất, chứ còn nếu mà đẹp cầu kỳ đôi khi lại còn dễ hơn.
Thế Khánh Hương, với một cái công việc mà mình làm đẹp như thế thì Khánh Hương nghĩ gì về về cái nhận định đó của bạn nhiếp ảnh gia? Bạn ấy nói hoàn toàn chính xác. Thực sự là với bất kỳ khách hàng nào cũng luôn nghĩ rằng là ồ, mình chỉ cần tự nhiên thôi, nhẹ nhàng thôi. Nhưng sự tự nhiên và nhẹ nhàng đấy muốn được thể hiện rõ ràng thì bao giờ cũng phải có những điểm nhấn nhá, chứ không thể bê nguyên một ngoài đời thật lên trên hình được. Và ngay lập tức như thế nó sẽ không được đẹp và nó trở thành cầu thả. Thế nên càng tự nhiên, càng đơn giản thì càng cần trau chuốt để làm sao trông thật tự nhiên đấy, nhưng mà rõ ràng rằng là không hề có một chút gì cả, rõ ràng vẫn rất tự nhiên. Lại quay lại cái câu đẹp tự nhiên mà không tự nhiên đẹp. Bởi vì càng ngày bây giờ như chị thấy nhá, phong cách tối giản trong trang phục, tối giản cả cuộc sống và tối giản trong ăn uống tất cả, và bây giờ đến cả tối giản trong trang điểm và làm đẹp. Càng ngày các chị em và cả các anh chị, tất cả mọi người nữa đều muốn hướng tới là làm sao làm cho mình cảm thấy nhẹ nhàng và thoải mái nhất. Thì phong cách trang điểm cũng như là phong cách nhiếp ảnh cũng vậy thôi. Không phải là màu mè, màu sắc mới là đẹp nữa, mà là đơn giản là những thứ đường nét, nhấn nhá vào tình cảm. Nhưng mà những càng làm được như thế lại là càng khó bấy nhiêu. Và đòi hỏi là tay nghề của nhiếp ảnh, của make up và cả cái ekip đều rất lớn. Hy vọng là khách hàng có thể hiểu được điều này, chứ không thể chỉ cứ nhẹ nhàng và tự nhiên, đơn giản thôi. Và phải, nó không hề dễ dàng như mọi người nghĩ rằng là à, tôi chỉ cần thế thôi là đủ. Ê, cũng khá là phức tạp, giống như kiểu môn triết học vậy đó. Như là em đi làm, có rất nhiều lần em khách hàng đưa ra cho em một bức ảnh và bảo là chị muốn trang điểm như thế này. Nhưng vấn đề là khách hàng đưa ra một bức ảnh camera 360 độ đã được xử lý toàn bộ, cả hết toàn bộ mụn, cả hết toàn bộ nếp nhăn và mắt đã to lên. Thực sự thì là với trang điểm, mụn có thể xử lý được, mắt to lên có thể làm được, nhưng riêng nếp nhăn thì chỉ có thể xử lý được một phần rất nhỏ, một phần nào đó, chứ không thể nào giống như camera 360 độ là một là xong. Nhưng mà như thế thì nếu mà đưa ra một cái ảnh 360 độ và bảo em ơi chị muốn trang điểm như thế này, thì thật lòng là đó là làm khó cho trang điểm. Thực ra thì bất kỳ một ngành nghề nào cũng trong cái quá trình mình làm nghề thì cũng sẽ gặp một số những cái tai nạn nho nhỏ, và tai nạn to to thì chị nghĩ cũng sẽ có. Nhưng mà với những người mà chỉn chu trong công việc thì cái đấy là cái mà hạn chế tối thiểu. Thế nhưng bản thân Khánh Hương thì khi mà làm nghề thì đã bao giờ em gặp những cái tai nạn nho nhỏ như vậy hay chưa? Thỉnh thoảng em cũng, hồi xưa khi mà mới bắt đầu đi làm thì cũng có lúc mình gặp phải những tai nạn. Ví dụ như là em con gái đi xe thì hay không để ý, thế là xe hết xăng chẳng hạn. Thế là gần đến nơi tự dưng xe hết xăng, gần đến chỗ hẹn với khách hàng tự dưng xe hết xăng. Em coi đó là một tai nạn thật sự, bởi vì mình đã không chuẩn bị kỹ. Trời ơi, chuyện gì xảy ra thế, tự dưng tại sao xe dừng lại? Đang đi bon bon tự dưng dừng lại. Hoảng hốt, sợ. May quá có rất nhiều người tốt. Thế là em gọi điện. Thế là cậu em chụp ảnh. Thế là cậu ý em gần đến nơi rồi, thế là xong. Cậu ý đến chỗ em mà đẩy xe cho em đến chỗ chụp ảnh. Đấy, và xong mới đi về lại đẩy xe cho em đến chỗ đổ xăng. Thế hai chị em vẫn hoàn thành tốt công việc. Đấy, có một ekip hay là có những người bạn thật sự là rất tuyệt vời. Vậy là Khánh Hương cũng theo đuổi cái nghề trang điểm này cũng được một thời gian khá là dài rồi đúng không? Vậy thì trong một cái quãng thời gian mà mình gắn bó như thế thì chị nghĩ rằng là Khánh Hương cũng đã có những cái thành công nhất định. Thì Khánh Hương có một cái lời khuyên nào cho các bạn rằng là để mà đạt được một cái thành công nhất định nào đó trong cái con đường mà mình đang theo đuổi thì cái yếu tố gì là cái yếu tố quan trọng nhất? Đối với nghề làm đẹp, theo em thì để theo đuổi nghề làm đẹp, trước tiên thì mình phải có thực sự yêu thích nó. Thật sự yêu thích. Giống như là chị cảm thấy là chị nhìn vào son vào phấn, chị cảm thấy ồ, ngay lập tức mình muốn chạm vào. Đó là cái gọi là tình yêu. Thứ hai nữa là
khả năng cái thẩm mỹ của mình. Thực sự thì mỗi người sẽ có một cái gu thẩm mỹ khác nhau, nhưng mà theo xu hướng, theo thời đại thì có rất nhiều thứ mới, chúng mình càng ngày càng sẽ càng phải tiếp thu nhiều hơn, sẽ càng phải học hỏi dần dần, không bao giờ được đứng tại chỗ cả. Năm nay sẽ là tông màu này, sang năm sẽ là tông màu khác. Trang điểm năm nay là trang điểm nhẹ nhàng trong trẻo, sang năm sau có thể là trang điểm căng bóng, hai cái hoàn toàn khác biệt nhé. Đấy, rồi là quan trọng hơn nữa đó là cố gắng theo đuổi đến cùng, bởi vì như em nói lúc trước, đặc biệt là nghề làm đẹp hay bất kỳ công việc nào thì đều sẽ có một thời gian ban đầu khó khăn. Nếu mà mình có một người giúp đỡ thì đó là điều tuyệt vời, không gì có thể bằng. Nhưng nếu không, mình sẽ phải tự lăn ra và tự làm quen và tự dần dần. Quan trọng nhất là cái thời gian ban đầu, khi mình đã vững chắc rồi, khi mình đã có những người bạn, có những người cùng với phong cách với mình, có những người tin tưởng mình, thì mình hoàn toàn có thể theo được nghề đến cùng. Cảm ơn những chia sẻ của Khánh Hương rất thật về chuyện đời cũng như chuyện nghề của mình trong cái quá trình mà làm nghề làm đẹp cho mọi người. Hiện nay thì chúng ta đang ở thời điểm là giữa mùa hè, và mùa hè thì với cái khí hậu mà nó khá là nóng lực như thế thì cái việc mà chăm sóc da đối với chị em phụ nữ nói riêng và cả cái đàn ông cũng vậy, thì đấy là một cái việc rất là quan trọng để có được một cái diện mạo nó khá là chỉn chu. Thì Khánh Hương với tư cách là một người làm trong cái lĩnh vực làm đẹp khá lâu rồi, thì em có một cái chia sẻ gì với mọi người về cách chăm sóc da trong mùa hè hay không? Trong mùa hè này thì với các anh cũng như với các chị, theo em quan trọng nhất chính là làm sạch da. Đặc biệt là với các anh rất ngại làm sạch da. Thật sự là với các anh, em thấy rằng là da của các bạn nam, các anh và các bạn nam trẻ và thời kỳ mùa hè như này là cái mùa rất dễ bị mụn, và da bắt đầu rất nhiều người bị mụn này, bị kích ứng này, mẩn đỏ này. Đặc biệt là các bạn nam không hiểu tại sao, đơn giản đó là vì mùa hè mọi người ngại làm vệ sinh da, làm sạch da mọi người, chứ chỉ quàng quàng mát một chút nước thôi, mọi người nghĩ là như thế là đủ rồi, không, như thế chưa đủ. Mùa hè này bụi bẩn, mồ hôi dính vào rất nhiều, chúng mình càng phải rửa mặt sạch sẽ, tẩy trang. Với các chị em thì còn phải công đoạn tẩy trang nữa, bởi vì chúng mình bôi kem chống nắng, làm sạch da này, bôi kem chống nắng ấy. Khi mà chúng ta dùng bôi kem chống nắng hàng ngày thì chúng ta luôn luôn phải tẩy trang. Và quan trọng nhất đó là với mùa hè như thế này, nắng nóng, mồ hôi và dầu, thì các chị em nên để trong tuần 1 đến 2 ngày cho da nghỉ. Da nghỉ là gì? Da nghỉ là khi đó chúng mình hoàn toàn để cơ thể thoải mái, da dẻ thoải mái, không dùng quá nhiều mỹ phẩm, không bôi kem chống nắng, trừ khi ngày đó là chúng mình phải ra ngoài nhiều. Còn không thì chúng mình chỉ cần rất nhẹ nhàng, chỉ làm sạch da, thư giãn với nước hoa hồng. Thậm chí là chúng mình có thể quên mất cái ngày ấy là ngày chúng mình phải đắp mặt nạ đi. Chúng mình chỉ thư giãn giống như mình sinh ra đã là đẹp rồi đi. Đấy, chỉ cần một ngày như thế thôi để cho da hồi lại, để cho da được thư giãn, không có áp lực gì cả. Và đó cũng là cách mà em vẫn dưỡng da hàng tuần, tức là luôn luôn để cho mình một ngày hoàn toàn tự do, da hoàn toàn tự do không làm gì hết. Chị thì với tư cách là một người phụ nữ thì nói chung là ai thì cũng muốn làm đẹp. Thế nhưng bản thân chị thì mình cứ hay cái quan điểm rằng là khi mà đi ra ngoài trời thì mình mới chịu tác động của ánh nắng mặt trời, cho nên rằng là rất ít khi chị dùng kem chống nắng. Thế nhưng mà theo Khánh Hương thì với cái công việc của chị khi mà chỉ làm trong văn phòng và ngồi máy tính thì có cần thiết phải dùng kem chống nắng hay không? Mọi người thường không bao giờ nghĩ rằng là mình ở trong nhà có cần phải dùng kem chống nắng. Nhưng mà chị biết không, cái màn hình máy tính của chị vốn đã không khác gì một cái mặt trời mini rồi. Thế nên rằng là nếu mà mọi người bảo là các chị em, đặc biệt chị chỉ ở trong nhà thôi, chị chỉ nhìn máy tính thôi, nhưng mà có rất nhiều người chỉ nhìn máy tính mà quầng mắt sâu này, nám da này, rồi là các nếp nhăn này. Bởi vì tại sao? Bởi vì máy tính không khác gì một cái mặt trời mini cả.
chúng mình nên nên rất nên dùng dưỡng da và chống nắng hàng ngày. Đó là gần như là cái công đoạn mở mắt ra chúng mình phải dùng rồi ấy. Còn nếu mà các chị em quá ngại và quá lười, em nói thẳng ra là lười, không có ít thời gian cả. Với em nghĩ rằng là khi mà chúng mình thực sự chú tâm thì chúng mình sẽ có được 5-10 phút, thực ra chỉ cần 2 phút để bôi kem chống nắng hoặc là dùng dạng xịt thì chỉ mất 5 giây thôi, rất đơn giản. Thì các chị có thể kết hợp ví dụ như là những kem dưỡng mà có thành phần chống nắng nhẹ, kiểu SPF khoảng 25 đến 30 thôi, thì mình có thể kết hợp những loại đó, thì mình một bước thôi, coi như một bước là xong. Nhưng em vẫn khuyến khích là mình hãy dùng những sản phẩm riêng biệt hơn. Đừng lười, không có lý do gì để là không làm đẹp cả. Sức khỏe và vẻ đẹp như một cái chai, chị em mình không tận dụng, không dưỡng để cho nó lên thì nó sẽ chỉ vơi đi thôi. Hàng ngày hãy làm cho cái chai của chúng mình, chỉ cần không vơi đi thì em thấy đã là thành công lắm rồi. Cảm ơn Khánh Hương về những cái chia sẻ rất là bổ ích như thế. Chị nghĩ rằng là sau cái buổi talk hôm nay thì chị cũng có thêm một vài cái kinh nghiệm cho bản thân. Em hy vọng là như thế, em hy vọng là có thể giúp được rất nhiều chị em xinh đẹp hơn, tự tin hơn và nhìn thấy nhiều ánh mắt hạnh phúc trong đôi mắt của các chị em hơn nữa. Cảm ơn. Hôm nay thì buổi talk show nho nhỏ với chuyên gia trang điểm Khánh Hương, Gia An cũng như là Nemo TV cùng với cả game show Chuyện Phái Đẹp, hy vọng rằng là những chia sẻ của Khánh Hương cũng mang tới cho các bạn trẻ một số những cái định hình nhất định trong cái quá trình mà mình lựa chọn cho mình một cái ngành nghề hoặc là theo đuổi một cái đam mê nào đó. Và các bạn hãy nhớ rằng là để theo đuổi một niềm đam mê của mình thì điều quan trọng nhất là các bạn cần phải sự kiên trì, đúng không Khánh Hương? Đúng rồi ạ. Và một số những cái chia sẻ nho nhỏ về cách chăm sóc da vào mùa hè cũng là một cái điều rất là bổ ích cho mọi người, không chỉ là phái đẹp mà cả cánh mày râu của chúng ta nữa. Hy vọng rằng là cái buổi talk show ngày hôm nay cũng như những cái chia sẻ của Khánh Hương sẽ giúp ích cho mọi người khá nhiều. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn vào số tiếp theo. Cảm ơn Khánh Hương rất là nhiều. Cảm ơn chị Gia An, cảm ơn Nemo TV. Xin chào và hẹn gặp lại.